Chào mọi người. Hôm nay thì đã là 22 tháng 12 rồi. Còn khoảng hơn một tuần nữa thì chúng ta sẽ bước sang năm dương lịch 2022. Thì ở đây như mọi năm, nhà phát hành lại gửi đến chúng ta một cái giải đấu. Đó chính là cái giải đấu Giáng sinh. Thì với mọi năm giải đấu nó cũng không có nhiều cái sự thay đổi. Tuy nhiên, như là mình cũng nói ở trong một số clip, là những cái giải đấu gần đây, những cái giải đấu cũ mà quay trở lại, thì nhà phát hành luôn thêm những cái yếu tố mới mẻ vào để khiến cho trò chơi có cái sự thú vị hơn và khiến cho người chơi cần phải làm quen nhiều hơn, làm mới mình, mà cũng như là có những cái sự tư duy nhất định về cái giải đấu đó, không phải là áp dụng khuôn mẫu của những giải đấu trước nữa. Và với cái giải đấu hôm nay thì cũng vậy, tên giải cũ, huy chương cũ, tuy nhiên thì đâu league này thì nó huy chương mới rồi. Đấy, thì có những cái sự thay đổi nhất định. Đi đọc qua mọi người cũng sẽ không hiểu cái mẹ gì cả, và mình chơi xong rồi mình cũng chưa hiểu là nó như thế nào luôn. Đây, mình mời mọi người xem cái trận đấu này để mình chơi. Ở cái giải đấu này thì đây là một cái map mới này, và mình nghĩ là cũng sẽ có thêm hai cái map mới nữa, vì như thường lệ thì giải đấu sẽ có hai map, à ba map, và đây một map rồi thì sẽ có hai map nữa. Và hai map nữa thì mình nghĩ là có thể là map mới, theo như mình dự đoán như vậy, vì mình mới chơi được có một trận này thôi. Mình chơi xong một trận thì mình cố gắng là xem lại mấy lần, nhưng mà mình vẫn chưa thể nào mà hiểu hết được tất cả mọi thứ. Thì mình đăng lên đây luôn để mọi người có thể tiếp cận và cũng như là cùng tham khảo và bàn luận. Thì nhiệm vụ ở đây như mọi người thấy này, đó chính là di chuyển ba cây Giáng sinh đến nhà kho. Thì đây là cái nhà kho thì phải, mình không biết là bao nhiêu cái nhà kho, không biết đây có phải nhà kho không hay như thế nào. Tuy nhiên là đây thì chắc có mỗi cái này là nhà kho của nhà mình thôi. Và cái vị trí này này, ở đây này, với vị trí bên trên đây là cái vị trí là quân nó sẽ di chuyển ra. Và với cái map này thì chỉ có hộp trên bộ thôi, trên biển không hộp nhá. Mình ra biển và mình đi hết, dọn hết cái biển rồi, chẳng có cái miếng hộp nào. Và thông tin thêm ở cái phần này thì mọi người đọc này, nhất là trận chiến tiếp tục cho đơn vị cuối cùng, có nghĩa là mọi người phá hủy nhà địch thì nó vẫn không thua nhá, phải tiêu diệt hết cả quân nữa thì mới thua cơ. Đấy, nếu mà cái giải nào ấy nó ghi là phá hủy hết công trình ấy là thắng ấy, thì giải đấy mới là phá hủy hết công trình thôi. Còn những cái giải nó ghi là tiếp tục đến đơn vị cuối cùng, đơn vị ở đây có nghĩa là lính, là quân, thì mọi người cần lưu ý nhé. Không, trong một số trường hợp chỉ đẩy nhà không, sau đó thì là không để ý nữa, có thể là dẫn đến thua cuộc. Cái đấy thì là hy hữu lắm, nhưng mà thường thường thì mọi người cần để ý cái đấy hơn. Tiếp đến là nếu phá hủy phương tiện vận chuyển có chứa cây Giáng sinh, đoàn hộ tống tiếp theo sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Thì khi mà mọi người phá hủy khi mà các cái khu vực này nó cho ra cái đoàn quân ấy, bên đây có hai lỗ nhé, thì bên đây cũng có hai cái lỗ tương tự như bên kia để cho quân nó đi ra, chính xác là bốt nó đi ra. Thì bốt ở bên đây sẽ là màu xanh xanh lục, và bốt bên đây thì sẽ là màu vàng. Ở cái giải đấu này thì những cái loại bốt màu như thế đấy, nó không phải là đồng minh của mình đâu, bọn đấy thì nó sẽ chống lại tất cả. Thì bọn bốt này nó sẽ chống lại cả thế giới luôn, nghĩa là nó không không vướng bất kỳ là bên nào cả, nó sẽ tấn công những gì mà nó thấy trên đường di chuyển của bọn nó. Thì quân bọn này lúc đầu nó cũng khá là ít thôi, nó không nhiều đấy, nhưng mà thấy này, à nhầm, nó khá là yếu thôi, không không phải là quá mạnh. Cái này so với đánh tướng nhá, còn so với đánh nhỏ thì đây là một lượng quân bốt khá là lớn, và mình không biết cái điều này. Đây là trận đầu tiên mình chơi mà, và đối thủ có lẽ là điều tương tự. Lúc đầu mình không ra quân, mình kệ nó thôi, mình không thể chặn nó lại, mình bụp nhau được, mình quyết định là mình bỏ.
thì mỗi lần nó sẽ di chuyển từ bên này sang bên kia. Lần đầu tiên thì nó đi từ đây sang bên hướng bên này. Mình không biết là cái lần di chuyển đầu tiên của nó có phải là ngẫu nhiên hay không, hay là nó mặc định như thế. Cái này phải chơi thêm một hai trận nữa thì mình mới biết chính xác được. Và tiếp đến ấy, thì ở trên bản đồ nó sẽ có những cái hộp lớn mà khi mà các bạn chơi các trận PvP ấy, nó có đây như cái trận à, những cái hộp này chẳng hạn. Hộp này mình không thể nhìn thấy ở trên minimap nhé, mình phải cho máy bay hoặc là cho các cái đơn vị trinh sát map thì mình mới có thể nhìn thấy nó được. Và cái này nó chỉ xuất hiện trên bộ thôi, không xuất hiện trên biển nhé. Thì cái này mọi người cũng cần lưu ý để khi mà mọi người chơi thì chịu khó đi dò map và tranh cái hộp này để có lượng tài nguyên nhiều nhất. Và tiếp đến thì có cái gì nữa ta? Để xem nào. À, tiếp đến thì là các cái bot ấy. Mọi người thấy vừa rồi đã di chuyển ra chẳng hạn, hoặc là lúc nãy nó ở hướng bên đây đang di chuyển, thì những con bot này mình không thể nhìn thấy được mà mình phải dùng các cái đơn vị mình tấn công có tầm nhìn thì mình mới nhìn được nó nhé, chứ còn không thì không thể nhìn được đâu. Đấy. Và quân địch cũng là cái điều tương tự, vì cái đấy nó là đại khái là bot chung, không phải là bot của một riêng bên nào cả. Ở đây thì là bên kia có đánh phá hủy được cái xe của bot ấy, thì nó xuất hiện cái cây thông này. Ở bên kia thì đã nhặt được một cây thông rồi. Mình cũng không hiểu là nhặt cây thông về xong đó thì làm sao để có thể là cho cái công trình này nó nhận, à cho cái nhà kho này nó nhận, mình chưa hiểu lắm. Thì người ai mà đánh mà hiểu cái cơ chế hoạt động của nó rồi có thể cho mình tham khảo thêm. Cái trận này cũng không có gì nó quá căng thẳng cả, khi bên kia mình cảm thấy không biết là có bụi item không, nên mình thấy là ra quân cũng như là mọi cái có vẻ như là hơi 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 đuối một chút so với lại là bình thường. Đây. Đây thì mình có tàu này đi ở đây, tuy nhiên thì mình cũng đã cắm chống hạm rồi. Đây. Nên những con tàu của mình thì không làm gì được cả. Đây thì mình có một con máy một đứng ở trên đây để lấy tầm nhìn, biết đường đi, cái hướng đi của bot cũng như đây. Pha này thì mình phát hiện ra quân địch và mình chủ động lên trên đồi để có thể là tấn công. Bên kia thì quân chủ yếu là T21 là chiếm một nửa và rớt thì lại không có quá đông, vậy là mình cũng không sợ lắm. Nhà thì mình cũng thêm cả máy ném bom nữa để hỗ trợ sát thương, mấy cái này thì thôi quá đi. Hôm nay thì là xe của mình nó nhặt được cây thông rồi, nhưng mình chưa cho nó về nhà để trả cây thông. Đấy. Và nhặt cây thông ấy thì mọi người phải dụng xe nhé, lính không thể nhặt được đâu. À, xe một cũng được, không nhất thiết là phải là giang gua, nhưng mà lính thì là không thể nào mà nhặt được nhé. Đây, cái chỗ này nhé, mình cho nó về rồi nhưng mọi người thấy nó không nhận. Đấy. Sau một quãng thời gian nó mới nhận. Chỗ này tại vừa rồi mình tua nhanh nhé. Còn đây mọi người có thể nhìn con xem xe hai này, mình tua đến hết trận đấu luôn, nó đứng lên tầm 2 phút và không có nhận gì cả. Đấy, mình đi ra để mình đi thẳng vào xem có đúng hướng để nhận hay không, nhưng mà tội mình không hiểu tại sao để nó có thể nhận được nữa. Thì cái này cần phải chơi thêm, và mọi người nếu ai biết thì có thể comment góp ý ở phần comment để những người chơi khác và cả mình nữa có thể là biết được nhiều hơn. Có lẽ là clip review giải sẽ kết thúc tại đây thôi, nhưng mà những cái thông tin về cái giải đấu này thì là mình nắm bắt được như thế, mình nghĩ được tầm 90% đấy. Có mỗi cái cây thông làm sao để nhặt được thì mình chưa biết thôi, vì thường thường ấy, khi mọi người đưa về đến cái vị trí để giao nộp này thì trong khoảng tầm 3 giây thôi là đã có thể giao được rồi. Thế nhưng vừa rồi con xe hai của mình đứng đây khoảng tầm 1 phút, hơn hơn phút rồi mà nó không nhận luôn. Đấy. Và lúc nãy thì con giang gua kia thì mình không hiểu tại sao tự nhiên nó đứng nó lại giao được. Cái này thì mình cần phải biết rõ cái cơ chế hoạt động của nó, cái này rất là quan trọng nhé. Nhưng mà trong một số trận đấu mình sẽ thay vì tấn công nhà địch mà chiến thuật của mình sẽ là phải chiếm cây thông, thì với mỗi cái chiến thuật mình sẽ
có một cái ý định khác nhau, thì mình phải nắm rõ được cơ chế và biết được hoạt động như nào để mà có thể mà sử dụng một cách hợp lý. Và clip thì có lẽ mình sẽ dừng tại đây thôi. Cảm ơn người đã xem nhé. Chào mọi người.